Dường như Tết đã đến rất gần rồi đúng không nào? Hãy cùng đến 24/7 điểm coi xem mọi người đã chuẩn bị không khí Tết như thế nào các bạn nhé. Dường như những ngày Tết đến thì chúng ta sẽ trở nên khá bận rộn, nhưng đừng vì thế mà chị em quên mất việc chăm sóc làm đẹp bản thân nhé. Chúng ta thường quan niệm rằng việc làm đẹp thì thường rất là kỳ công và mất nhiều thời gian, nhưng với những tips chưa sắp chia sẻ sau đây thì Tâm sẽ giúp cho các bạn sở hữu một làn da trắng sáng mịn màng chỉ trong vòng 1 tuần thôi. Có rất nhiều phương pháp làm đẹp, chính vì vậy các bạn cần phải biết mình thích da nào để chọn cho mình phương pháp phù hợp nhất các bạn nhé. Và tuyệt chiêu đầu tiên đó chính là mặt nạ, nghệ, chanh và nước hoa hồng. Bột nghệ thì giúp làm da chúng ta sáng hơn, mịn màng hơn. Chanh thì có tác dụng là tẩy tế bào chết. Nước hoa hồng thì giúp sẽ khi lỗ chân lông. Và ngay bây giờ thì Tâm sẽ trộn hỗn hợp bột nghệ, chanh và nước hoa hồng lại với nhau theo tỷ lệ 3:3:1. Chúng ta sẽ trộn đều hỗn hợp này lại với nhau. Sau khi trộn đều bột nghệ, nước hoa hồng, bột chanh thì chúng ta sẽ cùng hỗn hợp sử dụng như thế này. Hỗn hợp này đặc biệt sẽ rất là hiệu quả cho da mặt của chúng ta. Nhưng bây giờ thì Tâm sẽ áp dụng đến da tay để các bạn sẽ quan sát nhé. Sau khi mà xoa đều hỗn hợp thì chúng ta sẽ để trong vòng 20 phút. Với công thức này thì các bạn nên áp dụng 3 lần một tuần. Sau 1 tuần chúng ta sẽ thấy hiệu quả rõ ràng. Vậy là 20 phút đã trôi qua, bây giờ thì Tâm sẽ rửa bằng nước ấm nhé. Con dịp Tết thì mình sở hữu một làn da khô ráp khô cứng. Đáng buồn đúng không nào? Và việc yêu thích của chúng ta đó chính là mặt nạ dầu ô liu, mật ong và nước cốt chanh. Chúng ta sẽ trộn hỗn hợp theo tỷ lệ 1 thìa mật ong, 1 thìa dầu ô liu và 1 thìa nước cốt chanh. Chúng ta sẽ trộn đều hỗn hợp lên các bạn nhé. Và bây giờ thì Tâm sẽ áp dụng lên da tay để các bạn dễ hình dung. Chúng ta sẽ bôi hỗn hợp lên và massage trong vòng 2 đến 3 phút. Và tương tự thì chúng ta cũng sẽ để hỗn hợp này trong vòng 20 phút và sau đó sẽ rửa sạch bằng nước ấm. Tiếp theo cuối cùng sẽ dành cho các bạn chưa sử dụng làn da dầu và chúng ta sẽ có công thức 1 thìa mật cộng nước cốt chanh. Chúng ta sẽ trộn theo tỷ lệ 1 thìa bột yến mật và 2 thìa nước cốt chanh. Sau khi ta đã hòa tan đều với nhau thì chúng ta sẽ bôi lên da mặt của mình. Khi chúng ta bôi thì chúng ta cũng bôi đều và massage để cho hỗn hợp thẩm thấu hơn. Và chúng ta cũng để hỗn hợp từ 15 đến 20 phút. Sau đó thì chúng ta sẽ rửa sạch bằng nước ấm. Và với công thức này thì chúng ta sẽ áp dụng mỗi ngày 1 lần và áp dụng trong 1 tuần thì chúng ta sẽ sở hữu một làn da trắng sáng mịn màng đấy các bạn ạ. Các bạn thân mến, vừa rồi Tân đã chia sẻ cho các bạn những bí quyết làm một làn da trắng sáng mịn màng trong ngày Tết và các bạn nhớ phải uống thật nhiều nước để da chúng ta trở nên thơm mịn hơn nhé. Còn bây giờ thì hãy cùng Tân ra ngoài kia để xem không khí Tết đang về như thế nào nhé.